Chúng tôi là Trần Thanh Hiền, xin kính chào tất cả quý đồng hương trong nước cũng như ngoài nước. Xin hôm nay chúng tôi có ba anh em, người bên phải tôi là chị Trần Thị Đào và người bên trái tôi là kiến trúc sư Phan Quang Thuần. Chúng tôi xin kính chào tất cả quý đồng hương. Chúng tôi xin lỗi đồng hương là chúng tôi đang bị bệnh, nhưng mà vì cái tình hình chúng tôi phải lên đây có mặt cùng với anh em. Xin Thuần cho biết là trong tuần qua có những điều gì cần nói, và nhất là Dạ. về Dạ, cái gây để trước khi quỹ. đó để cho Thuần gửi lời thăm tất cả đồng hương trong và ngoài nước, và xin kính chào chị Thanh Hiền. Chị Thanh Hiền tuần vừa rồi chị Đào rất là nặng, và hôm nay chị cũng cũng còn mệt, nhưng mà chị cố gắng đấy, tại vì cũng là cuối năm rồi. Chị có một điều và điều lời để chúc quý vị và chị Đào nữa. Thì thật sự là ba anh chị ấy, mình rất là đau, cái bệnh cúm ở bên Mỹ này nó rất là dai dẳng, thì xin nhường lại cho chị Đào để gửi lời chúc Kính mừng. chào quý đồng hương. Hôm nay là anh chị em chúng tôi coi như là cái đến để tâm sự với quý đồng hương, và cũng là cái buổi coi như là hôm nay là buổi tất niên của anh chị em chúng tôi. Tuần sau thì chúng tôi sẽ nghỉ một tuần. Thành ra là rất là vui nói chuyện với được diện kiến với quý đồng hương ngày hôm nay, cũng như là một buổi tất niên. Vâng, thật ra chúng tôi trong chương trình là có nói đến vấn đề diễn hành Tết. Tuy nhiên chúng tôi vừa thấy ban tổ chức diễn hành Tết đi ra khỏi đây, và chúng tôi nghĩ rằng họ đã trình bày tất cả, ban tổ chức đã trình bày tất cả về diễn hành Tết. Vậy thì xin anh Thuần còn có gì thêm về cái vụ mà gây quỹ vừa qua không? Thì thật sự chị Tân Hiền, những cuộc gây quỹ của ban diễu hành Tết ở thành phố Westminster sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng Giêng, lúc từ 8 giờ sáng tới 11 giờ 30 ở trên đại lộ Trần Hưng Đạo, hoặc là đại lộ Bô Sa. Thì cái việc này thì ban tổ chức đã làm việc với thành phố Westminster, và mọi việc đều đều cũng như là rất là trôi chảy chị. Như vậy là tuần sau chỉ là một cái có hai cái buổi họp, cũng như là tổng cộng tất cả những hội đoàn ngồi lại với nhau, và từ đó chúng ta sẽ xuất phát cho cái ngày Tết của năm con chuột năm 2020 chị. Vâng, hồi nãy Thuần nói là 25 tháng Giêng, tức nhiên là tháng Giêng Tây chứ đâu phải tháng Giêng ta, Tháng Giêng Tây chị, dạ, và đúng vào yeah. mùng 1 25. tháng Giêng, vào đúng mùng 1 Mùng tháng 1 Giêng Tết. ta, mùng 1 Mùng 1 Tết. Tết, dạ. Vâng, thì bây giờ chúng ta nói sang về vấn đề mà mọi người đều nói. Thì chúng tôi có nghe một số độc giả có gọi chúng tôi, khán thính giả có yêu cầu chúng tôi nói qua về cái quan điểm của mỗi người về cái MC, người ta gọi là đệ nhất MC Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Ông ta đã tuyên bố những cái điều nữa là không phải với Tổng thống Trump, thì xin các anh các chị cho ý kiến, các anh Không biết chị nghĩ thế nào về cái thì quan điểm riêng hứa của em mình? mời chị đào trước đi. Tôi thì trước hết á, tôi khó chịu nhất trong cái lời tuyên bố của ông ta. Ông ta ghét ông Trump gì tôi cũng không kè, nhưng mà ông ấy tuyên bố cái điều mà sai lạc về nước Mỹ là cái điều không thể chấp nhận được. Ông nói hàng năm có bao nhiêu, có mấy chục ngàn Năm người, năm chục năm năm chục chục ngàn ngàn người 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 Mỹ. Mỹ người Mỹ mà qua Canada cứ giống như là tị nạn, bởi vì ông Trump xét kỹ quá. Ủa, nếu mà là người Mỹ thì tại sao lại bị xét nhỉ? Nó thành ra cái điều mà ông ấy tuyên bố là Ông sai cả cái chính sách của nước Mỹ. Cho nên, và ông ấy nói là mỗi năm Canada phải bỏ ra cả hàng triệu bạc, trăm triệu trăm cả trăm triệu, triệu chị. đúng rồi, để mà lo cho những cái người mà người Mỹ trốn qua Canada. Cái đó là một điều hết sức là láo toét. Cho nên tôi thấy ở trên diễn đàn có nhiều người bảo là ô, tại vì mấy người thấy ông nổi tiếng quá. Cái đó là nói về lời tuyên bố của ông ấy. Bây giờ tôi có coi cái video khi mà ông ta gặp với ông Trudeau. Yes, đúng, đúng. Cái điều mà Thủ tôi nói tướng xin lỗi đó, quý vị như thế này. ông Trudeau là Ông thủ tướng. Nguyễn Ngọc Ngạn này, ông ấy một múa gậy múa ở vườn hoang quen quá rồi. Ông tưởng là ông ấy là famous lắm đối với Thúy Nga Paris. Khách nghĩa là người ta thích ông quá cho nên muốn tuyên bố gì ông tuyên bố. Cái điều mà người ta tối kỵ là chê khen người này đẹp và người khác xấu trước công chúng. Đúng. Thành ra Nguyễn Ngọc Ngạn nói một câu rất hết sức ngu xuẩn, trong khi khen
Thủ tướng Trudeau đẹp trai và chê những người chê như là ông Trump hoặc là Kim Jong-un xấu trai. Cái đó là một cái điều phải nói là tuyên bố hết sức là gọi là người ta gọi là thiếu văn hóa. Quý vị có bao giờ quý vị chê một người nào xấu trước mặt người ta hoặc trước mặt người khác không? Trước mặt public đấy chứ. Người Mỹ người ta nói có một câu như thế này. Mình á, mình praise in public but correct in private. Không bao, có điều gì mình khen ngợi người ta mình nên xem trước công chúng. Nhưng mà điều gì mà mình cần nói riêng với người ta mình nói ở chỗ riêng tư. Thành ra Nguyễn Ngọc Ngạn nói những cái câu tuyên bố đó rất là vô văn hóa. Tôi xin lỗi. Trước hết tức là tuyên bố sai về chính sách nước Mỹ làm cho mọi người căm giận. Điều thứ hai nữa là phê bình người này đẹp người kia xấu trước mặt người khác như vậy. Mà ông ấy nói về nước Mỹ thì ông ấy xoanh xoạch là ở nước Mỹ, tôi có thể nói là ông ở nước Mỹ nhiều khi hơn nhiều hơn ở Canada. Qua bên này làm tiền mà nói những điều như vậy phải nói là ông ấy hết sức là ngu xuẩn. Đó. Và riêng cá nhân tôi thì cũng ít coi lắm. Nhưng mà tôi coi khi nào có những cái lúc mà ông ta cho tiền này nọ thì khán giả Việt Nam mình thì cũng bình dân. nên mà trả lời câu hỏi để được tiền thưởng gì đó. Thì người ta đứng gần ông phủi giống như là ông ấy sang trọng lắm. Thành ra tôi thấy là hắn rất là coi thường cả những khán giả ngồi mà nghe hắn. Thành ra tôi rất là coi thường con người đó. Còn đối với em thì thật sự ra đồng hương chúng ta từ khi cái talk show của Trần Nhật Phạm nói về Nguyễn Ngọc Ngạn thì tất cả đồng hương và nhiều talk show đã YouTube đã nói rất nhiều về Nguyễn Ngọc Ngạn rồi chị. Nói rất nhiều về những cái lời nói nó không trúng sự thật để làm cho đồng hương không phải ở Mỹ, ở Canada và nhiều người ở trên thế giới đã phản đối. Nhưng mà có một điều em thấy là rất là ngạc nhiên, tại ngay bây giờ không biết là ông Nguyễn Ngọc Ngạn có xin lỗi đồng hương hay chưa. Cái đó là cái điều mà tôi thấy là ông Nguyễn Ngọc Ngạn nên làm, hay là nên nói lại những điều mình nói nó không có trúng sự thật và từ đó để mình xin lỗi. Thì cái điều đó tôi thấy nghĩ là nó quan trọng hơn chị. Chứ còn nếu như mà ông Nguyễn Ngọc Ngạn mà cứ làm thinh đó, thì những cái show ông làm thì ngay bây giờ cái show ở trên San Jose cũng đã bãi bỏ. Bây giờ cái show ở Kansas cũng đã bị bãi bỏ và có thể nhiều nơi nữa chị. Thì đó là cái điều mà để cho chúng ta răn đe những người có nổi tiếng. Đừng có vì mình nổi tiếng rồi mình nói những cái gì sai sự thật. Mình khinh thường, cái khán giả. Quá. Thì đó là cái điều mà muốn nói tới chú Nguyễn Ngọc Ngạn. Vâng, riêng với tôi thì trước đây tôi nói thật với quý vị là tôi rất hãnh diện là có một cái vị mà MC mà ăn nói khéo léo và hoạt bát như ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Ông cũng là nghề cùng chung với chị em chúng tôi đây, cũng là nhà giáo ở Việt Nam ngày xưa. Chúng tôi rất là hãnh diện có một người nghĩa là cùng ở trong nghề mà bây giờ ra nước ngoài có một cái ảnh hưởng mạnh như vậy. Rồi những cái sự hiểu biết của ông ấy cũng làm tôi nghĩa là cũng quý trọng ông ấy. Tuy nhiên từ cái khi mà Paris Thúy Nga mà làm ra cái cuốn B40 mà người ta gọi là B40 đó, là tôi đã bắt đầu coi thường ông từ lúc đó rồi. Và tôi cũng đã viết trên tờ báo Người Việt lúc đó đó một cái bài để chống ông ấy về cái vụ mà ông ấy coi thường người dân Việt Nam quá, mà ông ấy xuất phát từ Việt Nam Cộng Hòa và ông cũng bỏ nước ra đi cũng vì Cộng sản đến. Thế mà vợ con ông chết ở biển cả qua cái vụ mà đi tị nạn. Thế mà ông viết và ông ấy làm một cái bài mà lúc đó không phải tự nhiên mà người ta đổ tội cho ông ấy, nhưng mà tất cả những cái script của Thúy Nga Paris đều là do ông ấy viết hết và ông ấy giúp cho cái vấn đề để mà tạo nên cái hình ảnh. Thì ông ấy làm một cái chuyện, một cái script như thế này, quý vị nhớ lại đi, và bây giờ nó còn ở trong đó mà hình như Thúy Nga Paris cắt cái khúc đó rồi. Tất nhiên là những cái máy bay của Việt Nam Cộng Hòa xà xuống bắn chết dân lành trong cái vụ đi tị nạn. Đồng bào chạy giặc đó, chạy nạn đó thì xà xuống bắn dân lành. Rồi có một cái việc này mà chúng tôi rất lấy làm lạ, ngạc nhiên tại sao một người sống ở chế độ cộng hòa như ông ấy mà một người di cư từ ngoài Bắc vào Nam mà lại ông ấy làm có một cái hình ảnh là một cái con chim bồ câu, mà có bao giờ cái bồ câu màu đỏ không, mà lại ngậm một cái hạt hạt giống đỏ rồi bò từ xuống. Trên nó màu vàng, rồi khi rớt xuống hình như nó mới đổi thành màu đỏ màu đỏ, và cả một cái cánh đồng đang là lúa vàng mà trở thành màu đỏ hết, thì không hiểu là ông có cái dụng ý gì.
Thành ra lúc đó là Thiên Nga Paris đã đứng ra xin lỗi rồi, cho nên chúng tôi cũng có tạm thời gọi là bỏ qua cái chuyện đó. Nhưng mà ngày hôm nay ông lại làm một cái chuyện tương đương như vậy. Và đây không phải là tự nhiên, nhiều người, sự thật ra có một số người bênh ông ấy, toàn là người của ông ấy. Và có thể là chính ông ấy viết ra và chuyển cho người ta để người ta đưa lên trên net để mà bênh vực ông ấy. Nhưng mà không thể bênh vực được, là bởi vì nó quá sức là tầm bậy. Khi ông ấy một cái nơi mà ông ấy từng đến đây để làm ăn, như chị Đào vừa nói, ông sinh sống ở nước Mỹ nhiều hơn là ở bên đó, thế mà ông lại có nỡ lòng nào mà ông đối xử với một cái vị nguyên thủ quốc gia của chúng tôi là như ông Tổng thống Trump, là một người đa số người Việt Nam ở nước Mỹ này, mà là danh bao nữa chị, chứ đâu phải là danh cờ chứ không phải là chưa độc tài như đó, mà một người mà hoàn toàn ông ấy gọi là bạo chúa, là một câu tôi rất là bực bội. Tại sao mà lại gọi ông Trump là bạo chúa? Ông đã làm cái gì tệ hại mà đến nỗi mà ông này phải dùng cái chữ bạo chúa? Thành ra bây giờ người ta bảo không phải là tự nhiên ông nói ra đâu, ông không có dại gì đâu, ông là một người rất là khéo léo. Nhưng mà có một cái động lực ở phía sau, mà động lực về chính trị, tất nhiên là có một cái bàn tay lung lá nào nó dùng tiền bạc hay là về cái thế lực nào đó để nó xui khiến ông, để ông nói lên những cái lời đó. Tại vì cái mùa bầu cử sắp đến rồi, mà quý vị biết ông Ngạn đó, thì như nhiều người biết là ông ấy nói người ta hay nghe, nhất là khi mà ông ấy làm MC thì ông hay kể những cái chuyện rất là khôi hài, và nhiều khi nó cũng có những cái điều mang đến những sự hiểu biết. Thành ra nhiều người, nhất là phụ nữ chúng tôi đó, là rất là tin yêu ông ấy, cho nên người ta dùng cái miệng lưỡi của ông ấy để mà một cách có thể nói thẳng ra đây, mình không nói giấu giếm gì, có thể là Đảng Dân Chủ họ có thể thuê ông hay làm cách nào đó để ông nói lên những cái điều đó, và cái điều đó rất là ảnh hưởng sâu rộng. Cho nên cái điều đó là cái điều mà chúng tôi, đây là ý kiến của tất cả những người ở trong cộng đồng, vì rất nhiều người đã nói với chúng tôi là tại sao các cái cộng đồng ở đây có nghe nó có 3 cộng đồng mà không có một ông chủ tịch cộng đồng nào lên tiếng về cái vụ này, mà ông hay đến Nam Cali để làm việc, thế mà bây giờ tất cả mọi người đều câm như hến. Thì chúng tôi rất dễ gặp lạ, cho nên chúng tôi đây không dám nói là đại diện cho cộng đồng, nhưng mà chúng tôi là những người sinh hoạt trong cộng đồng ở Nam Cali rất từ lâu rồi, cho nên chúng tôi buộc lòng phải lên tiếng, dù là lên tiếng trễ sau mọi người, nhưng mà chúng tôi thấy rằng cần phải có cái ý kiến của những người mà hoạt động trong cái sinh hoạt cộng đồng tại Nam California. Vâng, thì xin để báo cáo, nói báo cho Đồng Hương biết là để có ý kiến của những người hoạt động trong sinh hoạt cộng đồng tại Nam California. Và nếu như lời ông Trump, như lời mọi người ở đây nói đó, nếu mà ông Ngạn không có cái lời xin lỗi như bao nhiêu người đề nghị rồi đó, ngay cả cái cô bé tí là cái người mà chịu ơn của ông ấy, cô ta cũng phải lên đài, cô ta yêu cầu ông ta nói rất là hay. Và tôi nghĩ là đây, với cái tình cảm của người Đồng Hương và cũng người, những người ở trong cùng một cái nghề nghiệp, chúng tôi cũng có lời yêu cầu ông nên xin lỗi thì cái đời ông tương đối nó còn đỡ. Còn nếu không á, là tôi nghĩ là nếu ông sang đây có thể là có những cái vụ biểu tình, tôi có nghe một số người nói họ sẽ kéo đến, nếu mà có những cái chỗ nào diễn mà có ông ấy là họ sẽ kéo đến để họ biểu tình đó. Thành ra cái điều đó nó sẽ còn nhục nhã cho ông nhiều hơn. Thành ra trong cái tình Đồng Hương, tôi cũng khuyên ông là mình nói sai thì mình sửa lại, không có gì là xấu hổ cả. Nhưng mà nếu mà ông cương quyết, ông giữ cái ý kiến đó của ông đó, mà gây đến bao nhiêu những cái gọi là cái ảnh hưởng rất là nặng. Bởi ngày hôm qua tôi đi làm tóc, quý vị thấy trước đây là tóc tôi dài, tôi đi vào cái tiệm làm tóc, một cô Việt Nam cô đặt vấn đề với tôi ngay, cô nói trời ơi cô, cái chuyện này có thật không cô, hay là người ta bịa đặt ra cho ông ấy. Con lấy là ngạc nhiên quá, con rất là quý ông Ngạc này mà sao bây giờ ông làm cho con rất là thất vọng. Cái cô làm tóc cho tôi thường xuyên, cô nói câu đó rõ ràng đó. Thành ra tôi nghĩ rằng là bây giờ khắp nơi, ở đâu người ta cũng nói, tất cả các nơi làm nail, làm tóc, các thứ họ đều đặt vấn đề này. Đây là một vấn đề trầm trọng lắm chứ không phải là thường đâu. Vậy Thùng nói là cái vấn đề này, Thùng, đây là một lời cảnh, cũng như là một tiếng chuông cảnh báo cho những người mà nói vấn đề đụng tới chính trị hay là đụng tới tổng thống, mà nói những điều sai lạc để lá cái dư luận đi trái chiều là một cái điều mà Đồng Hương không thích đó chị. Đúng rồi, cái đó là... Cái đó là nhất là trong cái mùa bầu cử năm 2020 này. Dĩ nhiên là ông có cái quan điểm của ông ấy và ông có cái gọi là cái quyền của ông ấy. Nhưng mà thứ nhất anh nói là anh phải nói cho đúng. Phải nói cho đúng sự thật. Anh nói sai là người ta có thể sửa sai anh. Và chúng tôi có cái quyền để phản biện lại anh, phản bác anh nói những cái điều sai. Đó.
Điểm tiếp theo đây chúng tôi xin anh em, cũng nhiều người cũng muốn nói về vấn đề đồng tâm đó. Tại vì thế này này, thưa quý đồng hương, là ở Nam Cali đây, trước đây chúng tôi có mấy cái cộng đồng, rồi có cái liên ủy ban chống cộng sản và tay sai, đáng lẽ là đây là công việc của họ mà họ im hơi lặng tiếng, không hề nói gì tới vụ đồng tâm ở trong trong quốc nội chúng ta. Bây giờ đồng bào đấy đang đau khổ. Tôi mới vừa nghe một cái clip audio, họ khóc lóc ở trong đó, có người gọi đó để hỏi, để phỏng vấn đó. Họ khóc lóc. Và bây giờ cái gia đình của ông Lê Đình Kình là cái người mà một cái đảng viên năm nay đã 84 tuổi đó. 84 tuổi, 56 hay 58 tuổi đảng. Đảng viên. Đó, thì bây giờ ông ta đã bị, trong cái này họ nói là bị bắn chết chứ không phải là bị ngộp chứ, ngộp khói mà chết. Mấy chị có, quý vị có xem thấy cái hình mà người ta chụp hình cái vết mổ suốt từ trên này xuống tới chỗ lớn. Dạ có. Mổ để lấy đạn ra. Dạ. Trời đất ơi. Có người nói, dạ, thì cái đó là thấy rồi. Bây giờ có, có một cái điều mà đồng hương để ý, và chúng ta cái này mình nói sai chút xíu, là cộng sản nó sẽ không tha, cộng sản giết cộng sản khi đúng nó đụng tới quyền lợi. Đúng, và đặc biệt là cộng sản nó không có tha thứ Tết hay là ngày lễ, nó muốn giết là nó giết. Đúng. Vì chúng ta đã có một cái bài học rất lớn hồi Tết Mậu Thân. Đúng rồi. Thì cái lầu Tết Mậu Thân cũng nhớ là nó hai lừa bên, lọc, nó hai bên lọc, đình chiến. Đình chiến là nó là có thể để mà ăn Tết. Thì nó đi, nó đánh vào miền Nam Việt Nam của chúng ta. Và rất là nhiều người chết. Và nó chôn sống những người chết ở Thừa Thiên, Huế. Thì bây giờ ngược lại cái vụ, cái cụ lên Lê Đình Kình Tông vậy. Nó vào nhà người ta lúc 4 giờ sáng khoảng thời gian đó. Đêm. Và nó đem khoảng 3.000 binh lính quân sĩ tới. Nó vây bắt rồi, nó bắn, nó giết, nó làm đủ thứ chuyện. Đó là chúng ta đã thấy được cái cộng sản nó rất lạ. Có người hồi xưa có người hay nói anh em mình, tại sao mình chống cộng có vẻ mà nó cực đoan quá vậy. Cộng sản hồi xưa với bây giờ nó hoàn toàn giống nhau vậy. Không khác gì hết. Không khác gì hết. Chị thấy có cái điều nào khác không? Cái vụ mà ông cái cụ Lê Đình Kình này, đảng cộng sản cũng trên 50 mấy tuổi đảng mà nó giết là vẫn giết được. Thì ủng hộ cho chúng ta. Đó thì là cái rồi. Điều. Vì vậy, theo cái nhân thuần á, là từ khi á, mà cái vụ mà cái đồng tâm này, bây giờ nhiều cái dân oan ở Việt Nam chúng ta, hay là nhiều người mất đất, mới thấy được cái bài học á, là cộng sản á, nó rình mò. Tới lúc mà nó muốn lấy đất, thì nó có thể giết người để nó làm được cái điều này. Đó là cái mà đồng trong nước hay là ở đây mình đừng có nói là vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc gì cả. Tại vì một người mà cùng là một phe đảng với nó mà nó còn giết, ủng hộ gì là những người dân đang chị. Đó. Đúng như vậy, và không phải là riêng có vụ đồng tâm thôi. Ở trong nước đã xảy ra biết bao nhiêu vụ. Đặc biệt là cái vụ mà cái vườn rau Lộc Hưng. Vườn rau Lộc Hưng, Mà lúc đó tôi còn ở Việt Nam thì cái nhà tôi là ở ngay cái khu gần đó, tại vì tôi ở ngay cái gọi là khu Sĩ Quan Chí Hòa đó. Dạ, đúng này gần. Ngay cái đó, thành ra tôi biết cái vườn rau đó có từ đời nào. Lâu lắm rồi. Lâu lắm đời, từ bắt đầu di cư vào Nam. Là người ta đã... Nó bị cộng sản có cái thành tích. Đó. Đi tới đâu là nó chiếm đất tới đó. Đó. Chiếm nhà, tài sản của người ta tới đó. Đó, và bây giờ nó đàn áp người ta, và bây giờ người dân nghĩa là coi như là êm ru hết rồi. Rồi cái vụ Thủ Thiêm là kéo dài bao nhiêu lâu quý vị thấy rồi. Đó, và giờ này tới đồng tâm ở ngoài Bắc. À, quý vị thấy không? Cái vụ đồng tâm là đã từ năm tháng 4 năm 2017. Thì lúc đó nghĩa là đưa người ta vào đường cùng, người ta mới bắt 38 tên để mà làm con tin đó. Sau đó họ thỏa thuận với nhau xong. Rồi bây giờ thì là nó ban đêm đến để tấn công người ta thỏi. Một cái chính quyền nào, một cái nhà cầm quyền nào mà lợi dụng ban đêm tối để đến tấn công của người dân của mình. Cái đó là muốn giết người chứ làm gì muốn bắt. Nó còn xứng đáng nữa không? Và quý vị thấy rằng là đó, người dân của họ sống trong lòng của họ đó. Nghĩa là đó, ngay ông Lê Đình Kình và cả gia đình ông ấy là đảng viên cộng sản. Mà họ còn phải nổi dậy như vậy. Thì chúng ta thấy rằng mà bây giờ đó là coi như nó đưa lên trên YouTube bao nhiêu những hình ảnh. Nghĩa là nó làm lớn lên cái chuyện là dân giết ba cái tên công an đó. Và bây giờ nó làm rầm re beng lên để cho thế giới chỉ nhìn vào cái đó là người dân đã kiểu như nổi loạn nọ kia. Thì nó đổ hết tội cho người dân là chiếm đất của quốc phòng. Thì thưa quý vị,
rằng là trong khi đó bây giờ người dân đang bị áp bức đau khổ ở bên đó, thì tôi thấy là rất là buồn là tất cả những cái cộng đồng ở hải ngoại này, đặc biệt là những cái cộng đồng mà mang cái tiếng là trống rộng ở đây đó, đó bây giờ êm rơ hết, không có đụng nói năng gì tới, trong khi cái liên hội Âu Châu đó là bây giờ họ đúng đang ở bên đó, người ta bây giờ họ họ đang đặt vấn đề với cộng sản đó là tại vì họ sắp có một cái ký kết gì sắp tới đây này, họ sẽ ngưng lại cái chuyện ký kết với Việt Nam về cái vấn đề buôn bán đó, mà họ phải lên không tiếng mà trong mà một khi chính quyền mà tự lại đi tấn công người dân của mình đó. Mà bây giờ lại còn to mồm la lối âm sùm lên, dùng những cái phương tiện truyền thông của mình đó để mà la lối lên là người dân nổi loạn ăn cắp đất của quốc phòng cho nên họ phải lấy lại đó. Thì thưa quý vị đó, cái những cái chuyện mà như vậy mà có những cái tên Việt gian ở đây nó vẫn còn ôm chân cộng sản, nghĩa là nó nịnh hót cộng sản như là cái tên Việt gian Hoàng Duy Hùng. Dạ đúng, quý vị thấy những ngày nay nó lên nó chửi Đồng Tâm rồi nó chửi tất cả những cái người dân oan đó thì thưa anh chị. Tôi mới được coi cái video chút ngắn thôi của Trust Media Network thì là người dân oan đó, người ta la chửi Nguyễn Phượng, người ta chửi Hoàng Duy Hùng, không, người ta chửi cái gì Đoàn Trạm à, thế hả? Người ta chửi Hoàng Duy Hùng, tại vì Hoàng Duy Hùng gọi những người dân oan á là những người gì, là những người mà vô thừa nhận, là những người mà nghĩa là đi làm, đi biểu tình, đi chống này nọ để mà lấy tiền đó, để mà lấy tiền. Thế là người ta nói là ông mới chính là người tay sai cho Đảng Cộng sản Việt Nam, đây đây là chúng tôi, đây là chúng tôi là dân oan hả, giả hả, đây mời ông về đây coi. Người ta chỗ người ta la dữ lắm. Bây giờ cái tên quý vị lên các đài thì đều thấy cái mặt của tên Hoàng Duy Hùng. Nó rất là nhục nhã là bởi vì nó đã bị ở bên hải ngoại này không còn đất sống nữa, cho nó về, nó cố tình nó nịnh bợ để nó xin lỗi, nó ôm chân cộng sản để mà trời đất ơi, còn sống nữa. Chị mà coi mấy cái video chị chịu không trời, nổi. Về là lạy tứ tung. Lạy bàn thờ Võ Thị Sáu, lạy bàn thờ gia đình của ông Nguyễn Thanh Sơn thì không nói anh chi rồi tại vì nó kết nghĩa. Nhưng mà rồi lạy lạy sống, lạy sống Nguyễn Thanh Sơn. Đó rồi trời ơi, tôi nói nhục không còn cái cách gì nhục nữa, rồi đứng về phía những bọn đó để mà bảo đồng bào dân oan mình là những người mà vô thừa nhận, là những người đi làm như vậy để lấy tiền. Thế là người ta biểu tình, người ta la quá trời, người ta gọi là người ta gọi tên Hoàng Duy Hùng lên, người ta la quá. Tôi coi cái video chỉ có chừng 6-7 phút thôi mà tôi thấy rất là buồn, là xấu hổ. Những cái người ở hải ngoại bây giờ về ôm chân cộng sản vì hết đất sống rồi, những cái tên đó là không còn đất sống nữa, ở đây là sẽ trong tương lai còn trẻ mà không còn đất để sống nữa. Bây giờ mà mở văn phòng luật sư không ai đến thì tôi hỏi vị là sao sống, cho nên bây giờ buộc lòng phải về bên nó để ôm chân nịnh bợ để mà kiếm sống trong tương lai. Nó sẽ về đó, là nghe nói là nó sẽ về, đầu tiên là nói sẽ 6 tháng ở Việt Nam và 6 tháng ở Mỹ, và bây giờ nói là sẽ ở 2 tháng ở đây thôi, còn sẽ 8 tháng 10 tháng sẽ về Việt Nam. Thì chắc chắn nó sẽ lấy vợ ở Việt Nam ở luôn. Không, rõ ràng là thế này, tôi thấy có một cái clip video là ông ta rất là buồn, nói là kiểu như là không nói ra, nhưng mà ông Nguyễn Thanh Sơn ông nói là tôi nghe nói bà xã anh nó bỏ anh nói kia, thì ông kêu ông Thanh Sơn ông mới nói với ông Hoàng Duy Hùng là anh đừng có lo, anh về đây tôi sẽ lo cho anh, trời ơi thiếu gì vợ con ở đây. Thì ông kêu với bắt tay ông này nói là trăm sự nhờ anh. Tôi nghe tôi trông thấy rõ ràng trong cái buổi ăn cái hôm đó là sinh nhật của ông Nguyễn Thanh Sơn đó. Không còn một cái tư cách gì là cái con người nữa, nhục chứ đừng, nhã quá chứ đừng có nói tới một cái danh vị mà luật sư, nó nghe càng xấu hổ hơn. Rất là xấu hổ. Với một cái điều đó thằng Đồng Hương nói, cái vụ mà ba công an chết đó, thật sự ra là ở Việt Nam mình hay làm cái giếng để mà khi trời mưa những cái ống nước nó đổ nước vào đó chị. Thấy không? Hay là mình gánh nước về nhà mình đổ vô cái giếng, thấy không? Thì khi mình xài thì ba công an này nó trèo lên mái nhà chị, hiểu không? Nó trèo lên cái mái nhà đứng ở đó. Thì có thể có người nói là có thể là đạn giống như là đạn hỏa châu nó bắn đùng trong một trong ba người đó. Thì là ba người nó lôi rớt xuống,
thì cái giếng nó nhỏ, nó nhỏ từng này thì nó rớt xuống, cái đầu nó đập vô trong cái thành của giếng. Cái thành giếng thì nó chết thôi. Chứ đâu có dân chúng nào mà đốt cháy. Đó là một cái, một cái người ta nói là chưa chắc gì là có cháy. Nhưng mà một khi Việt Cộng nó nói là ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Đúng rồi. Nhưng mà chính nó áp bức người ta, nó đẩy người ta đến phần cùng. Tôi mấy bữa nay tôi thấy trên mạng xã hội người ta lại nhắc lại cái anh vụ anh Đoàn Văn Vương. Đúng rồi. Chính tức người ta phải chế ra những cái dụng cụ mà tự để mà người ta bảo vệ người ta. Khi mà mày đẩy người ta đến đường cùng thì người ta phải rồi tự người vệ. Ta phải tự vệ. Thành ra chưa chắc ai ai là tội. Tụi bay đem quân đến mà tụi bay lại đem đến vào ban đêm làm gì? Đó mà tất cả những chuyện xảy ra tại quốc nội và bây giờ qua những cái video của Đồng Hương ở tại Đồng Tâm gửi ra phía ngoài. Vậy mà cái bọn Việt gian mà nó YouTuber ở đây này, nó rất là nhục nhã, trong khi nó về đó nó ôm chân, nó chiếu những cái cảnh kiểu như nó bênh đỡ cho cái tụi Việt Cộng, và đặc biệt là những cái tên Việt gian như là Nguyễn Phương Hùng này, đặc biệt là Hoàng Duy Hùng, những tên tên là Hùng, tôi xin lỗi quý vị người nào tên Hùng, tên là Hùng là hèn hết. Sửa là hèn. Ngày xưa tôi đặt tên Nguyễn Phương Hùng là Nguyễn Phương hèn chính tôi đó. À, và bây giờ Hoàng Duy Hùng còn hèn gấp mấy Nguyễn Phương Hùng nữa. À, vì Nguyễn Phương Hùng là về đó không ai xài thủ loại qua lại. Còn Hoàng Duy Hùng thì không biết trong tương lai, mình không biết là những ngày cuối đời của hắn sẽ ra sao. Còn là quốc ngoại này là hết đất sống rồi quý vị ơi. Cho nên nó về về đó nó nịnh bợ. Trong khi đó những cái đảng viên của nó thì khen là úi giời Hoàng Duy Hùng là đã nhìn ra sự thật. Đó thì thưa quý vị rằng đó, ngay cả cái vụ 39 người mà chết ở cái vụ mà đi vượt thùng biên đó, thùng nhân đó. Thì là Hoàng Duy Hùng cũng là ông cha mà coi cái xứ chỗ đó đó, ông đã lên tòa giám Nam, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Hữu Nam, Đỗ Hữu Nam gì đó, trái nói rằng đây là cái tội quy ra là do cái tội của Phọc Vô Gia và do nhà nước Việt Nam là quá ư là hèn thế, giặc ác với dân, cho nên là người dân mới không còn đất sống, mới tìm cách ra đi đó, để mà đưa tới cái thảm trạng đó. Thì Hoàng Duy Hùng nó trời ơi nó bênh, nó chửi ông cha Nam, mà trong khi hắn đó là một, hắn tự xưng hắn là công giáo. Mà bây giờ hắn chửi ông cha Nam quá trời, hắn nói là người thứ nhất là một tu sĩ không được nói về chính trị. Tôi xin lỗi quý vị, ngày xưa không có Đức Giáo Hoàng Jean-Paul thì đất nước Ba Lan là không có thể nào mà thoát khỏi cộng sản, và cái Âu Châu, cái cộng sản ở Đông Âu không có thể nào tiêu diệt được. Trước khi là một người công giáo thì chúng ta đã là người, một công dân của đất nước đó. Tại sao chúng ta lại không dám nói lên cái sự thật? Tôi rất phục cha Nam đã dám nói ngay trong lòng của cộng sản mà dám nói lên một cái sự thật như vậy. Vậy mà Hoàng Duy Hùng bênh cộng sản mà xỉ vả cha Nam, và nói do đó ông Vũ Huynh trưởng đã là cái người đứng ra rất là bất bình và phản biện, thì anh ta nói không lại, dù là luật sư ông Hoàng Duy Hùng ông bảo vứt cái bằng của luật sư của anh vào thùng rác đi, và chính tôi cũng nói như vậy, cái vào bằng luật sư của Hoàng Duy Hùng bây giờ hết xài ở Mỹ rồi, đâu anh còn ai xài nữa. Anh Vũ Huynh trưởng anh là chủ tịch của cộng đồng Los ở miền Bắc, ai cũng biết hết. Mà Hoàng Duy Hùng nó bảo tôi mới nghe đây, tôi hoàn toàn tôi không biết có phải sự thật là như nó vậy biết không? Gì nó chỉ biết đó. Về cộng sản đó, thì nó tìm hiểu về cộng sản không thôi đó. Thì thưa quý vị mà thì mới đây nữa là Đồng Hương ở trên thế giới có gửi về cho gia đình của cụ Lincoln 500 triệu. Ôi trời ơi. Rồi cái việc bon, việc việc công ban nó không cho lấy. Nó block, nó block. Dễ sợ thì. Trời đất cho mà để phúng điếu mà là lo này mà gia đình tới lấy tiền nó không cho. Năm trăm triệu Việt Nam. Do một cái cô gì đó, cô ấy đứng cho rồi giờ cô ấy đến cô ấy lấy thì nó nói là bị bây giờ nó bị ra lệnh là block cái đó lại. Thế không? Thì cộng sản khi nó giết là nó giết là tận cùng, nó giết gia đình rồi nó tới nó khủng bố về tiền bạc, con cháu họ hàng làm đủ thứ. Do đó tại sao mà quý vị ở trong nước có một số người theo đảng cộng sản đó thì phê bình, nhất là cái đám dư luận viên nó nói chúng tôi tại sao là chống cộng quá khích, không quá khích một tí nào hết, bởi vì người dân ở trong nước còn đang chống như vậy mà làm sao chúng tôi mà nói là hòa giải hòa hợp. Thì bây giờ hòa giải với những người trong nước đi. Hòa giải với trong nước đi, đó, đúng rồi. Ăn hiếp người ta như vậy, trù dập người ta như vậy, rồi nghĩa là coi như là
dùng các cái phương tiện truyền thông không cho phát đi một cái tí gì hết. Dạ, không có một bức hình không nào có một bức về hình về người ta không biết gì hết, không biết gì về về cụ Lê Đình Kình. Và gia đình cụ nghe nó bị bắt hết và bắt mấy chục người nữa mà hoàn toàn là giấu giếm hết, mà chỉ đưa ra cái cảnh là đám ma rồi truy điệu các thứ rồi cho mấy người kia thăng cấp gì cho mấy người kia liệt sĩ gì đó. Đó thì thưa quý vị, làm sao mà có thể mà hòa giải hòa hợp với những người ở nước ngoài? Cái đó chẳng qua chỉ là một cái chiêu bài thôi để nó quy, nó dụ dỗ những một số những người mà sang đây đó, mà đi từ bé chẳng hạn không biết gì cả, thành ra bây giờ nó là thấy về Việt Nam có đời sống dễ dàng hơn là bây giờ đi theo. Hôm ngày hôm qua quý vị có xem mấy cái clip video, coi như là tôi rất là bất bình với những cái tên mà YouTuber ở đây bây giờ đi về theo nịnh nọt, chắc chắn là phải có tiền, không có tiền không bao giờ chúng nó làm những cái điều như vậy đó, để mà phải nói là nịnh nọt hot cái đám cộng sản ở Việt Nam đang bức mà hại dân lành ở như vậy. Đó thì thưa anh em khoảng gì để nói, nhất là những tên Việt gian. À xin chị và anh Thuần đây có biết gì về cái vụ mà Đoàn Trọng mới bị đá ra khỏi đài Lý Tơ Sài Gòn TV không? Thì xin thì cái đó thì Thuần nghe trên trên YouTube, trên một số truyền thông là Facebook thì nói là bây giờ cái đài Lý Tơ Sài Gòn TV đã ngưng không có cho Đoàn Trọng làm việc trong nữa. Thì đây là một cái điều có thể là rất là tốt và bị áp lực của Đồng Hương và rất nhiều Đồng Hương, rất nhiều Đồng Hương gọi vào nói rằng là chúng tôi sẽ tẩy chay cái đài, sẽ kiện đài luôn, bởi vì cho Đoàn Trọng lên nói những tin tức sai lạc, đặc biệt về cái chùa Bảo Quang, đặc biệt về chùa Bảo Quang. Thành ra là người ta nói là người ta sẽ kiện cái đài đó, mà tôi rất tiếc là cái đài đó là đài, tôi nhớ là đài đầu tiên, đài TV đầu tiên ở ở miền Nam Cali này, miền Nam Cali. Mà tôi không biết là sao mà lại mượn thứ người như vậy. Tôi nói thật, tôi có coi một Đoàn Trọng chuyên môn đứng về những cái phía mà phá, đúng như vậy. Tôi nhìn những cái tôi nhìn cái video mà Đoàn Trọng phỏng vấn Tài Đỗ, rồi cái khái khác nữa là phỏng vấn những ai Tài Đỗ, rồi ai hình như có luật sư Lân. Tôi rất là khó chịu. Chuyên môn là hướng người ta phải bắt người ta đi về cái hướng của nó. Cái người mà làm nhà báo, bởi vậy cho nên tôi không hiểu tại sao mà đài Sài Gòn TV lại mướn hắn ta làm mà không biết làm bao lâu rồi. Nhưng mà bây giờ á, trễ còn hơn không. Đúng. Thành ra đó là một quyết định rất đúng đắn của đài Lido Sài Gòn TV và Hoan Hô Đinh Xuân Thái đã làm điều đó. Tôi được xem một cái text của ông Đinh Xuân Thái gửi ra, nói rằng là nghĩa là Trấn An có một cái người tôi quen, là bây giờ chúng tôi không dùng ông Đoàn Trọng nữa. Đó, đã chấm dứt từ ngày nào vừa đó, rồi mới ra đây. Thành ra những cái tên mà quỷ quyệt đó nó dùng tiền chứ không phải tự nhiên đâu chị ơi, nó có một cái động lực ở phía sau, nó có tiền bạc đó chứ nó không bao giờ làm không cho ai đâu. Đó. Ngày xưa nó làm tay sai cho cái bọn Bùi Phát đó, chuyên môn cho Bùi Phát lên đài để mà nó nói về những cái vụ mà về cướp đất đó, đất ở Lạc Đơn Gô đó. Tụi tôi lên nói ở cái đài này thì nó dùng cái đài đó, nó bỏ tiền ra cho Đoàn Trọng để lên nói về cái đó. Mà cái nhà báo, bởi vậy cho nên cái tư cách của nhà báo, tôi xin lỗi, cái tư cách của nhà báo nó quan trọng. Cái nhà báo được người ta rất là quý trọng bởi cái tư cách khách quan của mình. Cho nên cái tư cách nhà báo là gì? Là we report, we decide. Đưa ra tin tức và để cho người ta, cho cái người coi, người nghe, người ta thẩm định. Cho nên tôi mới kể chuyện như thế này, luân thể mà nói về nhà báo. Tôi ngày xưa thì tôi thích cái anh mà Brian William mà nói tin buổi tối của đài NBC lắm. Đó, nhưng mà anh ta nói sai một cái tin tức. Anh nói là anh ta trên cái chuyến bay nào đó mà thực sự anh ta không có ở trên chuyến bay đó. Thế là anh ta mất chức luôn. Iraq mà, không biết là nhớ chuyến bay nào đó. Mất chức luôn. Thành ra tôi nói là một nhà báo được người ta kính trọng. Tôi biết có những nhà báo ở đây xưng danh là nhà báo, nhưng mà khi phỏng vấn người ta chuyên môn lèo lái cái người biết để cái người không biết á, lèo lái về cái ý của người đó. Tôi không tiện nói ra đây, mà tôi biết ai. Nói và tôi nghĩ luôn. Là Đồng Hương người ta cũng biết ai. Ở đây giờ tôi có một cái đài, có một cái tờ báo, tờ Viễn Đông, có cái anh Thanh Phong đó. Anh Thanh Phong là chuyên môn, tôi phải gọi là tên viết mướn. Nghĩa là
làm nhà báo thì ví dụ như có hai cái sự kiện nó xảy ra cùng một ngày hay là cùng một lúc của hai bên thì ta phải đi cả hai bên để viết lại. Đây nghĩa là một bên thì đi và một bên thì không bao giờ đi. Thế về bên bên phía của Bùi Phát hay là ông Phan Kỳ Nhân tổ chức biểu tình á, thì hắn đi, hắn viết những cái bài nghĩa là phải nói là viết sai sự thật luôn, đề cao lên. Còn một bên này người ta cũng tổ chức hoàn toàn hay im lặng, ngay cả người các ta là người còn kể thân như tư. thế này thì tôi không có coi hôm đó, tôi không biết có nhớ hay không. Tức là khi mà Phát Bùi mà bây giờ mới có một cái buổi họp là có nên mà đi một cái tổ chức một cái diễn hành khác hay không, thì anh ta nhà báo đáng lẽ không, nhưng mà anh ta cũng vốt, anh ta cũng giơ tay luôn. Cái đó là những cái điều là các nhà báo không nên làm. Tôi nói thật, nếu mà Đúng quý vị đúng muốn giữ uy tín của quý thì vị phải phải là người khách độc quan, lập khách xin quan. tôn trọng, we report, you decide. Bây giờ Đó, nếu để mà cho có những chúng tôi người tôn trọng. làm áp lực với cái tờ báo Viễn Đông đó của cái bà Nhuận đó, thì chúng tôi yêu cầu là quý vị coi lại cái người mà làm báo đó. Trước đây tôi rất là quý ông Thanh Phong mà không hiểu vì sao mà bây giờ ông theo hẳn về một cái phe kia, và ông ấy nghĩa là ông viết những cái điều vô cùng sai trái như như là mấy cái buổi mà họp của Phan Kỳ Nhân đó mà nói là hòa hợp hòa giải gì đó, nhưng mà toàn là lên tố khổ người ta, thì ông ấy viết lên những cái điều hoàn toàn sai sự thật, mà đến nỗi sau này ông Trần Thanh Vân phải lên đính chính đó là ông ấy nói những cái điều rất là À, sai. tôi có thấy cái mà một sự kiện mới nhất như thế này mà tôi cũng không rõ nữa, tại vì cái buổi họp mà cái hôm mà họp báo á, tôi không có đi. Nhưng mà cái tờ Người Việt đó thì là chụp mà tường trình về cái buổi họp báo đó thì khác. Cái Báo ban nào mà đây? ngồi ở trên cái ban đó, cái tối thứ ba vừa rồi á, thì ngồi ở trên cái ban đó tường trình rất là đầy đủ Họp những người báo về đó. cái gì chứ chị nói Về diễn rõ. hành. Họp báo về Ờ, diễn diễn hành hành Tết Tết đó, đó, chứ chị phải không thứ nói vậy ba cho nữa. sao hiểu Họp được. báo thì là tờ Người Việt thì kể hết những người đó, thì những người đó đều có mặt thì là khác, không có tên. Nhưng mà tới cái tờ mà của Nhật báo báo Viễn Đông do ông Thanh Phong viết á, thì lại có tên cái anh Nguyễn Đình Thắng. Tôi nghĩ là anh ta Nguyễn Đình Thắng đâu có ở trong ban tổ chức đâu, đâu có ngồi ở trên đó đâu, mà lại thấy có tên anh ở trong đó. Nghĩa là hoàn toàn sai lạc. À, thành ra cái điều đó tôi thấy rõ ràng là báo Người Việt thì người ta ngồi đầy đủ hết mấy người, người ta giới thiệu có mấy người này, gồm có là luật sư Nguyễn Quốc Lân, có một người gì đại diện cho bên văn phòng ăn chu đỗ là cái gì này Là anh Jack đó, anh Jack Jack, Yu rồi thì là Nguyễn Mạnh Chí, Nguyễn Quốc Lân, Đại rồi Việt thì anh Võ anh Hòa, họ anh Lân Hòa, Võ rồi David David đó. anh Lân Nhưng Võ mà họ cái kia thì là để kể thêm tên anh Nguyễn Đình Thắng vô, mà tôi nhìn chả có thấy Nguyễn Đình Thắng ở trong cái ban đó. Thành ra Thì tôi thấy là cái không không hiểu sao mà ông lại 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 từ viết lên lâu như rồi vậy. chứ không phải Cái từ đó bây là những giờ. cái chi tiết Từ không chính xác. Tôi cũng chẳng biết là nó chả có hại gì, nhưng mà điều nó không chính xác. Thắng đâu có trong ban tổ chức đó đâu, Và tôi hy vọng ngồi rằng trên là đó. cái tờ báo Viễn Đông đó sẽ sáng suốt y như là đài Little Sài Gòn TV và Little Sài Gòn Radio đã đẩy cái cô Ngọc Ân ra. Cô Ngọc Ân là một cái cô mà cũng nghĩa là một nhà báo mà không được xứng danh là một nhà báo, là một người MC của một cái phóng viên của cái đài nổi tiếng như đài radio Little Sài Radio Gòn. Little Sài Gòn, và ngày nay cô đã mất việc đó. Thì quý vị thấy rằng là tuy nhiên nó trễ nhưng mà nó ít ra nó cũng còn Chẳng trễ thà còn hơn trễ hơn không là không bao hơn giờ rồi. làm. Đó là chúng tôi Thành thấy ra rằng tôi nói cái có đó là một những cái quyết định tên đúng đắn của ông Đinh Xuân Thái. Đinh Xuân Thái và cả cái đài Little Sài Gòn Radio nữa là do cô Mai Khanh đó. Đó, thành ra chúng tôi nghĩ rằng là những cái người mà làm báo phải đứng đàng hoàng, phải nghĩa là ít nhất thì phải nghĩa là phải report cho nó đúng sự thật, Đúng cái lương tâm nhà báo của đúng lương tâm mình. nhà báo đó. Thì chúng tôi hy vọng trong tương lai quý vị sẽ chỉnh đốn lại cái đội ngũ mà nhất là đi viết bài đó. Và bên báo Người Việt thì có cái tên Đỗ Dũng cũng là thập bệnh nhất, nhà báo Đỗ Dũng đó. Thì bây giờ cũng gần là cuối năm rồi chị. Bảo chị đó nè. Rồi bây giờ là chị là người lớn tuổi nhất chị. Tuần sau là mình là thứ sáu tuần tới này là mình ấy rồi đó, đây giao thừa đấy. Rồi thứ sáu tuần tới là tất cả anh em chúng ta rất là bận rộn trong vấn đề giúp một tay trong cái ban diễn hành không Đúng chị, rồi. thì cho chị thanh niên lớn tuổi giúp cho gửi lời thăm tới đồng hương và chúc tới cái đồng hương rồi. Vâng, thì cũng thay mặt tất cả anh em mà trong cái gọi là cái nhân sĩ cộng đồng, chúng tôi nhân tiện này cũng xin lên cũng có lời để mà chúc Tết đồng hương trước, bởi vì
từ nay cho tới ngày đó chúng tôi sẽ không gặp quý vị nữa, bởi vì tuần tới là anh Trần Nhật Phong sẽ đi xa và chúng tôi cũng không có cơ hội để lên đây gặp quý vị. Cho nên những lời chúng tôi gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất trong một năm mới xuân Canh Tý tràn đầy hồng ân của Thượng Đế. Đó là cái điều đầu tiên. Và thứ hai nữa là được mọi điều như ý, sức khỏe dồi dào và được gặt được nhiều thắng lợi. Xin tất cả quý vị cũng có lời để mà chúc thêm đồng hương bổ túc vào. Xin mời chị Đào. Dạ vâng, hôm nay cũng như tôi nói hồi nãy là chúng ta là một cái buổi coi như là tất niên. Chúng tôi rất là, tôi rất là vui thích. Mỗi lần tôi nghĩ như thế này là sẽ được phát đi khắp nơi trên thế giới. Yeah. Và mình được, tự nhiên là mình qua cái phương tiện truyền thông này, mình được đồng hương của mình theo dõi. Thành ra tôi rất là quý trọng cái đó. Và tôi cũng xin mời quý đồng hương, hình như là có nhiều cái website mà tới ngày hôm đó, quý đồng ngày 25 tháng 1, quý vị có thể lên để theo dõi trực tiếp cái buổi diễn hành Tết 25 tháng 1, tức là thứ bảy tuần sau đó. Thì là, và đối với quý vị ở California thì là chúng tôi mời quý vị tham dự. Năm nay có rất nhiều điều thú vị mà tôi nghĩ là hồi nãy quý vị ở trong ban tổ chức diễn hành Tết đã trình bày cho quý vị qua một cái YouTube khác rồi. Vâng, thì trước thềm năm mới tôi xin kính chúc quý đồng hương, những người mà cùng một bọc mà hùng vượng, cùng một cha rồng mẹ tiên như tôi, được một năm mới an khang thịnh vượng. Và chúng ta luôn đoàn kết, yêu thương và nhất định cố gắng để không còn chế độ cộng sản trên quê hương Việt Nam chúng ta nữa. Trước thềm năm mới, Thuần xin chúc các bạn ở Việt Nam, nhất là các bạn ở những cái vùng miền Tây, cũng biết Thuần rất là nhiều. Và ở ngoài Trung nữa, Thuần chúc tất cả anh em có nghe và nếu như có xe được thì xe, mà những cái đề tài nào mà rất khó thì cũng giữ bí mật giùm. Tại vì rất là khổ cho mấy người Việt Nam, người ta xe những cái điều rồi, nó cũng ảnh hưởng tới người ta. Vì vậy Thuần nhắc là để cảm ơn các anh chị em ở trong Việt Nam làm những cái điều đó. Và cũng là cái nhân dịp Tết sắp đến, thì các anh em này trong ban tổ chức của bên diễn hành thì mời quý đồng hương ở xa và là ở gần, đặc biệt là ở bên châu Âu, Na Uy và những tiểu bang khác về đây tham dự cái buổi diễn hành vào ngày 25 tháng Giêng năm 2020 ở thành phố Westminster trên đại lộ Bosa, Trần Hưng Đạo. Và một lần nữa Thuần xin kính chúc đồng hương, gia đình và thân nhân một cái mùa Tết nguyên đáng thật là hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Xin kính chào. Vâng, trước khi chấm dứt tôi có một cái điều tôi cần chúc đến giới trẻ Việt Nam. Chúng tôi cũng đã nói trong chương trình nhưng mà có thể là anh Thuần anh hối tôi quá thành tôi bỏ quên cái vụ này. Là chúng ta giới trẻ trong Việt Nam sở dĩ mà không trỗi dậy được như giới trẻ bên Hồng Kông và trên các quốc gia khác, đa số là do người trẻ đứng dậy trong những cái vụ mà nổi dậy chống lại chính quyền. Tại sao? Lý do chúng tôi thấy rõ ràng là quý vị cứ đi vào các cái YouTube ở Việt Nam thì thấy rằng lúc này Việt Nam tổ chức rất là nhiều game show, tất cả những cái giải trí để cho giới trẻ đâm vào đó để mà quên đi tất cả những cái hiện trạng ở xã hội. Đó, những cái áp bức như đồng tâm không bao giờ thấy giới trẻ trong nhắc nhở đến, mà chỉ có rất là ít một số giới trẻ có cái nghĩa là tâm lòng mà nghĩ đến quê hương thôi, còn bao nhiêu là nghĩ về game show, hết game nọ tới game kia, nhất là những cái dating show, là những cái gọi là giúp cho người ta được gặp gỡ người này, gặp gỡ người kia. Đó, để mà làm đi cho giới trẻ là quên hết tất cả những cái tương lai của họ mà chỉ chìm đắm vào vấn đề vui chơi giải trí để mà quên hết tương lai, không còn biết mình sẽ chỉ ước ao là mình làm cho có tiền để mà nuôi sống gia đình mình và được vinh thân phì gia thôi. Thì cái đó là làm cho dân tộc mình sẽ càng ngày, cái đó là một cái rất là nguy hiểm cho tương lai của nước Việt. Bởi vì ngày xưa chúng tôi còn có những cái chương trình gọi là công dân giáo dục ở trong các nhà trường đó để giúp cho hun đúc cái tinh thần của giới trẻ. Bây giờ hoàn toàn không có những cái điều đó. Và nghĩa là nhà nước Việt
cộng sản đó là chỉ có chú tâm cho giới trẻ vào những cái ăn chơi, phải nói là những cái đua đòi ăn chơi về vật chất để cho họ quên đi tất cả những chuyện xấu xa đang xảy ra trong cái xã hội Việt Nam đó. Thì chúng tôi xin, chúng tôi cầu mong và hy vọng trong cái năm xuân Canh Tí đây, giới trẻ sẽ bừng dậy, sẽ nổi, sẽ mở mắt ra để nhìn thấy quê hương của Việt Nam của mình, nhất là qua cái vụ Đồng Tâm và những cái vụ mà áp bức đồng bào và bao nhiêu người bỏ nước ra đi. Cho tới bây giờ quý vị, một số người nghĩa là phải bỏ nước ra đi là vì cái tình trạng ở quốc viết Việt Nam như thế nào, cho nên chúng ta phải tự cứu chúng ta chứ không thể nào mà chờ xung dụng hay là chờ những người cái bàn tay ở nước ngoài để giúp đỡ quý vị. Xin đó là những lời cuối cùng của chúng tôi và những người cùng đã từng ngày xưa đã tiếp xúc với giới trẻ ở Việt Nam. Chúng tôi là các nhà giáo cho nên chúng tôi rất là mong mỏi rằng giới trẻ Việt Nam sẽ tiến lên như là giới trẻ Hồng Kông. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. Hai, ba.